Hello, xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh XLS Gamer. Hôm nay mình sẽ chơi những tựa game trên đây nha. Mình bắt đầu với tựa game đầu tiên, tựa game Darkrai 2. Ok, let's go. Yeah, chúng ta vào thôi nào. Chúng ta đến với màn tiếp theo của Halloween nha. Nếu mà các bạn đang chơi trò này thì tải về chơi cùng với mình nha. Wow, ông ta. Cái hoàng vào nha. Súng táo. Và chúng ta xuống nha. Thank you.
Ok. Và chúng ta đến với tựa game tiếp theo nha. Game tiếp theo khá là vui và hay nha các bạn. Let's go. Nếu mà các bạn thấy mình chơi vui chơi hay hãy like, subscribe, đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Thank you so much. Và chúng ta tiếp tục. Đến màn gà chiến nha. Ok. Hello. Chiến nó đi. Chúng ta lại nha. Ok, chúng ta có tất cả bóng bay này. Đây rồi, chúng ta về đích. Chúng ta về đích này, chúng ta không sợ gì cả nữa nha. Ok chưa nào, và chúng ta tiếp tục nha. Ok. Chúng ta chạy nhanh vào thôi. Chạy nhanh. Mình đang dẫn đầu. Top 1. Number 1.
Mình cộng 1, à mình cộng 2 nha. Ta đang về. Ta đang cũng về nha. Ok, chúng ta tiếp tục nào. Ồ, được. Ok. Chúng ta đi thôi nào. Chúng ta được nhân vật ông già nha. Ông già chúng ta không cần. Giờ chúng ta sẽ có rất là nhiều nhân vật luôn. Chiến chưa? Ha. Chúng ta chọn nhân vật này nha. Loen đi, ông già Loen. Ok. XLS được chưa? Ồ, chơi với thằng em bé luôn. Baby. Chơi với ông này, với lại ông già Noel nha. Chúng ta chơi cái này đi. Được cái gì đây? Chiến nào. Chúng ta hồi sinh. Chúng ta đuổi theo gà nha. Haha, gà làm gì đuổi đi đi theo ra được. Ta đi xem gà nha. Gà sắt. Đi bỏ hết rồi. Còn người ta rồi. Ôi chạy kìa. Ta đây nè. Ta đây nè. Ta đây nè. Để đi.
đi về đích nào. Chúng ta thêm thời gian nha. Ồ ồ, đích ở đâu ấy các bạn? Các bạn có biết không nào? Mình đi bay nha. Đây rồi. Quá là ok luôn. Chúng ta thử thách, qua thử thách nha. Tiếp tục. Let's go. Giờ chạy nhanh chưa các bạn? Wow. Mình chơi tổng hợp luôn. Không sợ về đích thôi. Yeah. Nếu mà các bạn thấy mình chơi vui, chơi hay, hãy like, subscribe, đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Thank you so much, thank you my friends for the channel. Yeah, let's go. Tiếp tục nào. Oh my god. Được đó. Ta lại hồi sinh. Yeah, ta chạy nhanh chưa các bạn? Yeah, còn màu xanh nữa đâu rồi các bạn? Ta tiếp tục super chạy nhanh nha. Ôi cái trông của ta kìa. Ta chạy nhanh chưa? Ai chạy nhanh của ta? Ta chạy, ta đánh võng luôn. Chiến thắng rồi. Đã chiến thắng. Ok. Và chúng ta đến với tựa game tiếp theo nha. Yeah. Nếu mà các bạn thấy mình chơi vui, chơi hay, hãy like, subscribe, đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Thank you so much, thank you my friend. À, mình vừa tắt mạng đi, bây giờ vào mạng. Chúng ta chơi speed game tiếp nha. Mình tên là 199 nha. Gan. Haha. Mình đã bắn hai kim người kia rồi. Cứ thế đi thôi. Không còn người hậu vệ nữa rồi. Toàn thể chúng ta người chơi đã thắng. Quá tuyệt vời luôn. Chúng ta chọn skin nha. Ok, skin này đi. Được chưa nào? Chúng ta chọn người khủng bố đi. Bobby, ta Bobby. Bobby cao kèo.
Bobby cao kèo. Được chưa? Cao chưa? Oh my god. Không được rồi. Và chúng ta phải đổi skin thôi. Chúng ta biến thành người nhện đi. Chúng ta biến thành người nhện nhá. Ok. Chúng ta chọn người to à. Boom. Quá ngầu luôn. Được chưa nào? Đây rồi. Ta là super đây. Ta là người nhện đây. Spider-Man đây. Spider-Man đây. Oh wow. Thật là ninja. Được đó. Chúng ta trở thành ninja kata nha. Ok. Tiếp tục thôi nào, ninja kata. Chúng ta đi ăn cho cao lớn lên nha, ninja. Chúng ta sẽ là ninja. Ninja đây. Ai dám đi đến gần ta? Những người kia cũng là ninja nha. Họ không dám đi đến gần. Ồ, 339 cũng là ninja. 150 không là ninja. Không sợ à. Ồ, 139. 169 là ninja hả? Đây không phải là ninja. Ta không sợ đâu. Chỉ là bọn chúng có chức năng đặc biệt thì chúng ta mới sợ thôi. Không còn ai hết. Còn ai không? À đây rồi. Ta là ninja. Ta cao lớn. Ta to chưa? Ta lớn chưa? Các ngươi sợ ta không? Ta là ninja đây. Ninja. Yeah, victory. Ok. Và chúng ta đến với tựa game tiếp theo nha. Tựa game tiếp theo đó chính là Kick Booty. Tựa game Kick Booty là một tựa game khá là vui và hay nha các bạn. Chúng ta sẽ cho Kick Booty này. Fork over some dough. You got anything I could read for a few minutes? Cho bộ quần áo nào đây? Cho... Boring. I make this đây. Suit look good. Đây, người ở đây. Xong rồi. You got anything I could read for a few minutes? Ta sẽ cho... Zombie về nha. I live in a box. Ok. Ta sẽ cho chuột. Oh, the phone's steady. I'm gonna take a bit of a nap. No. Mind if I take a nap here? Người chuột chưa? Người không sợ hả? For Christ's sake. Đẹp rúm luôn. Ok. Bẹp luôn rồi. Đâu rồi? That's not good. À, được đó. I'm gonna go play a couple of your other iPhone games if that's okay. Cho mặc bộ quần áo.
Bộ quần áo nào đây? Bộ quần áo này đi. Mind if I catch a nap here? Clothes make the man. À, có bộ quần áo này Looking nè. good, but a little tight in the crotch. I live in a box. Và có thêm một cái mũ nào nhìn trông nó thật là nhìn trông Can I go buồn watch the cười X-Files for a đi. while? Yeah, chúng ta đi tìm một cái mũ. Look at me, I look cool. Got anything I could read for a few minutes? À, được. Yeah, và chúng ta I live in a box. cho chim, cho cá vào đi. Put it back. Yeah, just put it back. Wow, nhiều cá chưa? Ok. Yeah, và chúng ta đến với tựa game tiếp theo nha. Nếu mà các bạn thấy mình chơi vui, chơi hay, hãy like, subscribe, đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Thank you so much, thank you my friend. Yeah, let's go. À, Superman. Ta bay lên nè. Và chúng ta sẽ mua rất là nhiều luôn. Thì chúng ta mua xe mô tô đi. Ok. Chà, quả nhiên là Superman. Giờ chúng ta có cây đàn. Đập vỡ cây đàn luôn. Haha, ta đây, ta là Superman. Hello, baby girl, đi theo anh nào. Anh ra đây, anh lấy một cái chiếc xe nha. Lên xe. Ok. Người dám dám búc ta hả? Ngươi là tội phạm. Ta không phải là tội phạm. Ta có nhiệm vụ. Hãy cho Superman mượn. Được chưa? Ok. Chúng ta sẽ lên chiếc siêu xe này nha. Chúng ta đi nha. Win. Chúng ta chúng ta không đi. Đổ xăng. Ô, công an kìa. Có việc chi việc gì thế? Cần lấy Superman. Ta bay lên ơi. Ta bay lên. Ô, sao lại bắn ta? Wow. Công an. Có gì chúng ta đi vào trong xe của công an, chúng ta làm việc. Chúng ta đi xe. Ở đây nè, đi xe cũng đội mũ kìa. Các người đánh Superman là không có được đâu. Bọn chúng đã đánh Superman và Superman đã bị gục xuống. Chúng ta đến đối với One Gun nha.
Gun Gun này cũng là một tựa game khá là vui và hay đó các bạn. Yeah, chúng ta tiếp tục nha. Chúng ta tiếp tục. Tiếp tục nào. AK. Được chưa nào các bạn? Boss Satan nha. Wow, Boss Satan này khá là nhiều. Giờ chúng ta tiếp tục. Chúng ta đến với màn thứ 3. Let's go. Satan. Được đó. Bắt đầu rồi. Ô ô. Khá là nhiều luôn. Chúng ta sẽ nhận nha. Ok chưa nào? Và chúng ta đến với tựa game Bowmaster nha. Tựa game này là tựa game cuối cùng mình chơi cho các bạn. Nếu mà các bạn thấy mình chơi vui, chơi hay, hãy like, subscribe, đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Thank you so much, thank you my friend, subscribe channel. Player 1, choose. Đây rồi. Mi Acho và Thanh Băng 12 nè. Ơi không tới. Chúng ta phải nhắm 23. Ok chưa. Tiếp nè. Yeah, quá là ngầu luôn. Chúng ta sẽ đem 24 nha. Ô, sát chân mình luôn nè. 24. Wow. Yeah. Boom. 24. Wow. Yeah. Có trúng hay không? Finish him. Trúng rồi nha. Chúng ta tiếp tục thôi nè. Wow. Fatality. Win. Chúng ta bắt đầu. Player 1, choose. Chúng ta chọn người này nha. Ok, Demon gặp Spike.
Được đó, cặp đôi này khá là nào. Đây ta cầm sẻ hàng xúc người luôn. Ôi, không tới, 18 không tới nha các bạn. Được đó. 23. Wow. Chúng ta ném 27 nhìn ra được nha. Wow, được đó. Ok, 25. Lần này 25 sẽ ok. Headshot luôn. Né đi. Làm sao mà né được. Nếu mà các bạn thấy mình chơi vui, chơi hay, hãy like, subscribe, đăng ký kênh ủng hộ XLXGamer nha. Thank you so much, thank you my friend, subscribe channel. Yeah, thank you very much. Quy mì xin rồi, KO rồi. Được đó. À, gặp đối thủ rồi các bạn ơi. Fatality. Được, chúng ta sẽ chiến đấu lại nha. Lock rồi. Chúng ta tiếp tục. Chúng ta lại là nào. Demon gặp Faradon. Gặp Faradon hả? 17 quá nhiều quá. Chúng ta chỉ đến 10 thôi nha. Chúng ta ném 10 thôi nha các bạn. 11 nè. Và chúng ta ném 13 nha. Yeah, 13. Ôi, lại headshot nữa rồi. Finish him. Rồi các bạn. 13 nè, 14. Ok. Fatality. Yeah, chúng ta đã chiến thắng. Epic win. Win rồi. Ok. Và vừa rồi là những cái tựa game mình đã chơi. Nếu mà các bạn thấy hay, hãy like, subscribe nha. Thời lượng đến nay là kết thúc rồi. Bye bye.